Dạ vâng, em lại xin được chào tất cả các bác đã trở lại với kênh của Chu Du Audio Bắc Giang. Hôm nay thì ngày 16 tháng 11 năm 2023 thì em lại chính thức lên sóng để xả kho thanh lý cho bác một bộ mic Bio các bác nhé. Đấy, thì như các bác đang nhìn trên màn nhỏ đây rồi. Những dòng Bio này em bán rất là nhiều đúng không các bác? Đấy, tuy nhiên là ngày hôm nay thì chỉ có một bộ là em sẽ lên sóng trực tiếp và bán thanh lý cho các bác với giá rất rẻ. Đấy, để tri ân cho tất cả các bác mà trong thời gian vừa qua đã rất ủng hộ cửa hàng bên em. Đấy, thì ngày hôm nay sẽ xả cho các bác một bộ Bio 780 hàng chính hãng. Bãi xịn các bác nhé. Bộ này thì nói thật sự các bác là nói về độ đẹp của nó thì không có điểm gì phải để thắc mắc cả. Đấy, mặt mũi các bác có thể nhìn trực tiếp đấy ạ. Không có điểm chê luôn anh em nhé. Gần như là không xước thì là không phải, nhưng mà nói chung là nó phải đẹp đến 95% riêng về cái bộ mic này. Đấy, từ đầu thu đây anh em nhé. Đấy, đầu thu đây còn rất đẹp luôn, rất mới luôn anh em nhé. Đấy, đây men vỉ của Bio thì em quay trực tiếp cho các bác đây rồi. Men vỉ của Bio thì không có gì cả bàn cãi cả. Đấy, đằng trước đằng sau đây các thứ đầy đủ đây anh em nhé. Đấy, tay của nó thì tay titan 7 màu anh em nhé. Tay titan trơn 7 màu. Đấy, thì những dòng này nó là những dòng tay đắt hơn tay da cá vàng như thế này anh em nhé. Đấy, tay những cái tay da cá màu vàng màu xám là nó sẽ rẻ hơn tiền hơn cái này các bác nhé. Đấy, đây là những dòng tay titan 7 màu anh em nhìn rất là đẹp và rất là sang trọng. Đấy, cái dòng tay này rất là đẹp luôn các bác nhé. Cầm trên ánh điện các thứ thì các bác có thể nhìn thấy là màu các kiểu màu nó lấp lánh rất là đẹp luôn. Trông rất là sang. Thì đây vẫn là cái này thì nó sẽ chỉ rẻ hơn tay da cá titan thôi. Đấy, chứ mà nó vẫn đắt hơn dòng tay da cá vàng hay là da ta cá màu xám, màu xanh, màu tím bình thường các bác nhé. Vì đây nó là mạ titan các bác nhé. Thì bộ này thì bình thường em đang bán là 2.200.000. Bình thường bên em đang bán là 2.200.000. Thế còn các bác mà mua ở các đơn vị khác thì nó sẽ rơi vào khoảng 2.400.000 gì đó, thì em không quan tâm đến giá của bên khác nữa. Em quan tâm đến giá của em đang bán là 2.200.000. Tuy nhiên ngày hôm nay thì bỏ qua mức giá 2.200.000 các bác nhé. Ngày hôm nay sẽ xả cho bác giá là chỉ còn 2 triệu các bác nhé. 2 triệu tròn. Bên em bao ship này, đầy đủ phụ kiện như thế này. Và tặng cho bác một bộ pin sạc. Và pin sạc ngày hôm nay em tặng là pin sạc 3300 mAh nha các bác nhé. Bộ này thì em đang bán trên thị trường là 300.000 bao ship. Tuy nhiên ngày hôm nay thì bỏ qua tất cả các cái mức giá em đang bán. Ngày hôm nay em sẽ để cho bác giá là 2 triệu đồng bộ mic này. Và sẽ tặng kèm cho bác một bộ pin sạc kia các bác nhé. Sẽ tặng kèm cho bác một bộ pin sạc này. Đấy, các bác lưu ý này, đây là sản phẩm em tặng kèm. Thì các bác cũng đừng mặc cả là bỏ pin sạc ra thì bớt bao tiền các bác nhé. Đấy, đừng bảo là bớt cho anh 300.000 thì anh lấy. Bọn em đã tặng kèm là em vẫn không tính tiền vào đây nữa rồi. Thì anh em cảm thấy giá 2 triệu bạc các bác mua được bộ mic này và được tặng kèm một pin sạc đấy, các bác cảm thấy ok thì các bác chốt ok nhá. Còn các bác cũng còn bỏ qua những cái giá mặc cả đi. Bởi vì giá này là giá em bán cho các bác giá lấy tương tác rồi, không tính đến lợi nhuận nữa rồi. Đấy, các bác cứ trừ hết những cái phụ kiện này đi thì các bác sẽ biết là bộ mic này là đang ở mức giá bao nhiêu tiền rồi. Tuy nhiên là ngày hôm nay em bán đúng 2 triệu bao ship, tặng đầy đủ phụ kiện, tặng bộ pin sạc và bảo hành 3 tháng lỗi đổi các bác nhé. Hàng bao đẹp, bao zin, bao xịn cho anh em. Đấy rồi, ok. Thì đây này em đang bật cả hai tai mic thì bây giờ em sẽ tắt đi để em tháo cho các bác xem nội thất luôn. Con này là sử dụng củ K8 zin. Đây là một trong những dòng củ mà 780 không có điểm gì chê. Củ K8 zin xịn các bác nhé. Và củ này nó là củ côn rời. Rất nhiều các bác đang đi tìm những cái dòng củ côn rời như này. Em thì em chẳng quan trọng côn rời hay côn liền. Côn liền thì nó càng đỡ lậm xẹp, nhưng mà rất nhiều bác nghĩ rằng côn rời này mới là côn xịn, nhưng không phải các bác nhá. Côn rời hay côn liền nó là tùy theo đời thôi các bác nhá. Đấy, em thì có như nào em nói như vậy để cho các bác đỡ hiểu lầm là cứ phải côn rời này mới là côn xịn. Côn rời hay côn liền không quan trọng, mà nó tùy theo đời thôi. Đấy, nó tùy theo đời, nó hàn dây hay là nó làm tháo lắp như này thôi. Đấy, tất cả thì trong cái củ này nó vẫn đều có dây lối. Đấy, thì có như nào thì em sẽ quảng cáo giới thiệu cho các bác như vậy thôi, chứ nó cũng chẳng quan trọng là côn rời hay côn liền các bác nhé. Đấy, quan trọng nhất là cái củ này là củ zin, củ xịn các bác nhé. Đấy, các bác đi mua những cái củ, một cặp củ côn như này, hàng bãi xịn như này, bên em đang bán là 450.000 bao ship anh em nhé. Đấy, thì các bác biết là độ chất của củ côn như thế này nào rồi. Đấy, em bao zin 100% cho anh em. Đấy, củ xịn thì các bác nhìn nó biết ngay. Thế còn anh em cứ nhìn cái củ mới bên ngoài thị trường ấy, nhìn nó chỉ giống được khoảng 80% thôi, nó không giống 100% đâu các bác. Nó bây giờ những cái hàng nhái người ta cũng bán khoảng 250-300 rồi. Đấy, một cái cặp côn như thế này. Đấy, củ K18 như này, cặp củ neo nhá. Con này cái nào củ từ neo anh em nhá. Tiếng rất hay, tiếng đầm chắc và rất là bay tiếng các bác nhá. Đấy, đây, em tháo cả hai củ cho anh em xem luôn để cho các bác đỡ phải lo lắng gì cả. Đấy, hai củ của nó là một các bác nhá. Củ K18 zin xịn, củ neo. Đấy, đây là một trong những dòng củ chất nhất mà dòng Bio mà em thấy. Đấy, còn các bác đánh giá các củ khác như nào em không biết, nhưng mà em thì từ trước rồi em vẫn bảo củ này vẫn là củ chất nhất trong các dòng Bio. Đấy, củ con này này có tự ngắt gia tốc đầy đủ anh em nhé. Rồi bây giờ em sẽ tất cả lấy pin lấy biết các thứ này em bao cho anh em là sạch sẽ sáng sủa. Đây em tháo luôn pin ra cho anh em xem. Đây, lấy pin các thứ các bác cứ nhận hàng kiểm tra này. Đấy, lấy pin sạch sẽ sáng sủa các bác nhé.
Đấy, sáng bóng đấy. Ok chưa? Đấy. Đó, hàng bên em thì các bác cứ an tâm chơi. Đấy, với dòng bay ưu này thì bên em làm thì kể cả từ dọn dẹp vệ sinh bọn em cũng làm rất cẩn thận chu đáo cho anh em. Các bác về không phải lo nghĩ gì cả. Ok chưa? Đấy, tay titan 7 màu rất là đẹp rồi các bác nhá. Quá là đẹp luôn, không phải là đẹp. Đấy, có một bộ duy nhất thôi, 2 triệu bạc. Các bác đã được sở hữu rồi. Bình thường các bác mà mọi năm các bác mua những bộ này toàn 2 triệu rưỡi, 2 triệu 7 thôi. Năm nay phải nói là mic nó cũng xuống giá. Nhưng bên em thì bao giờ cũng để cho các bác giá với mức giá là ưu tiên đẹp nhất cho các bác để các bác chơi các bác nhá. Rồi, em xin phép alo thử cả hai tay mic luôn. Đây em bật nguồn lên. Con này thì có tự ngắt gia tốc đầy đủ anh em nhá. Đấy, này tay vẫn bật nguồn đây các bác nhá. Đấy. Alo. Alo, alo, alo. Bật hay 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 5 5 6 7 5 5 6 7 7 7 7 7 7 7. Các bác chú ý nhá. Các bác chú ý nhá. Có một số dòng mic nhái trên thị trường, cái dòng củ nhái trên thị trường ấy, các bác nghe tiếng bát nó vẫn rất dày, nhưng mà tiếng bát của nó cứng. Các bác cứ nghe tiếng số 7, số 4, các bác nghe cái tiếng bát của nó sâu mềm, nó khác với lại cái tiếng bát của cái mic mới. Tiếng bát nó làm dày nhưng mà nó dày kiểu dày cứng các bác nhá. À, các bác nghe, nếu mà anh em nào tai kỹ là nghe cái củ này với lại cái củ hàng nhái bên ngoài thị trường các bác nghe biết ngay. Còn anh em mà cái kiểu alo để lấy to lấy lớn thì không, em không nói, nhưng mà các bác mà nghe được cái những cái giải của loa của bát ấy, của chép, thì các bác nghe những cái tiếng mà em alo thực sự, các bác đeo tai nghe và sẽ thấy là cái tiếng số 7 nó bát nó mềm, nó sâu chứ không phải là bát cứng anh em nhé, nghe nó đã tai lắm. 6 7 7 7 6 7 1 2 6 7 1 2 5 5 6 7 7 8 9 10 lên 6 9 1 2 4 7 7 lên. Anh em cứ đeo tai nghe vào thẩm âm giúp em nhé. Tiếng mic không hay các bác giả lại cho em. Riêng dòng bay ơi này em bán tự tin cho các bác nhé. Đấy. 1 2 6 7 7 1 2 6 7 7 1 5 6 7 7 1 5 6 7 7 1 5 6 7 7 1 5 6 7 7. Đấy, thì hai tay mic tất cả là em đã test ngon lành cho các bác và zin mà hoạt động hoàn hảo anh em nhé. Tất cả là hàng bao zin mà hoạt động hoàn hảo cho anh em. Đấy, bao test 90 ngày lỗi đổi. Ok chưa các bác? Đấy. Một bộ duy nhất thôi ạ. Rồi, video của em cũng xin phép được kết thúc tại đây. Các bác đang xem video để tặng em Zoom một nút like các bác nhé. Bác nào chưa đăng ký kênh, các bác nhấn nút đăng ký kênh và bấm nút chuông để theo dõi các sản phẩm tiếp theo của bên em. À, video của em thì chỉ có một bộ thôi nên làm nhanh ngắn gọn. Các bác nào chốt được thì vui lòng liên hệ trực tiếp vào số điện thoại của em là 0378 030 730 nhé. Và đây là địa chỉ cửa hàng của em và số điện thoại của em, các bác có thể chụp lại màn hình nhé. Địa chỉ của em tại Lịa, xóm Chùa, Liên Sơn, Tân Yên, Đức Giang, đối diện cổng ủy ban các bác nhé. Rồi, cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi video của em. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác ở trong những video lần sau. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bác.